15 hecta rừng bị thiêu rụi sau 5 giờ hỏa hoạn. Vụ cháy rừng nói trên xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều ngày 19 tháng 5, tại khu vực rừng của huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, thời điểm này người dân phát hiện ngọn lửa bốc cao, lan rộng ở khu vực rừng dương, rừng trồng cây keo lai ven biển của xã Võ Ninh. Do có gió phơn Tây Nam thổi mạnh nên ngọn lửa, sau đó đã nhanh chóng lan sang khu vực rừng phòng hộ trên cát thuộc địa phận xã Hải Ninh. Nhận được tin báo, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, kiểm lâm và người dân địa phương đã được huy động dập lửa. Các lực lượng đã dùng bình chữa cháy, lá cây tươi cố gắng ngăn chặn lửa cháy lan, đồng thời dùng cuốc xẻng cạo sạch cây cối ven tuyến đường vành đai chống cháy. Tuy nhiên do trời nắng nóng, lửa lan rộng nên công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Phải mất hơn 5 giờ đồng hồ, đám cháy mới cơ bản được khống chế, các đám cháy lớn đã được dập tắt. Tuy nhiên vẫn còn nhiều đám cháy nhỏ cháy âm ỉ, nguy cơ bùng phát cháy diện rộng. Ước tính vụ cháy gây thiệt hại hơn 15 hecta rừng. Ông Phạm Hồng Thái, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng kiểm lâm đã dùng flycam quay trên cao để quan sát, theo dõi toàn bộ các đám cháy trong rừng. Mặc dù việc phòng chống cháy rừng luôn được đặt trong tình trạng báo động, tuy nhiên do nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao cộng thêm gió Tây Nam hoạt động mạnh đã làm tăng nguy cơ cháy. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục theo dõi, tránh để ngọn lửa bùng phát, cũng như phòng tránh nguy cơ cháy rừng diễn ra trong thời điểm nắng nóng hiện nay. Tiến Thành, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.